Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hôm nay bên em lại về thêm một chiếc Fortuner máy xăng số tự động một cầu nữa. Con này sản xuất 2021 nha anh chị. Xe lăn bánh được 22.000 cây số chuẩn km nha. Nhập khẩu Indo. Sẵn tiện đang mở cái khoang động cơ Khánh quay cho anh chị xem ha. Từng con ốc còn nguyên zin hết luôn nha anh chị nha. Còn 7 màu hết nha anh chị. Đó. Chất xe còn rất là mới, Khánh vừa mới lấy về chiều ngày hôm qua thôi. Bảo dưỡng xe thì lịch sử đầy đủ trong hãng hết luôn nè. Xe sử dụng một bộ đèn full LED, đèn zin hết nha anh chị. Đèn sương mù cũng là đèn LED luôn. Có cảm biến phía trước cho chúng ta nè. Mặt ga lăng sẽ thay đổi mẫu mới anh chị ha. Có camera 360 nha. Logo bảng to, gầm cao, máy thoáng. Cản trước là sơn zin 100% nha anh chị. Còn chỉ zin nè. Cản sau cũng vậy luôn. Đó là lý do tại sao mà Khánh lúc đầu nói chiếc xe này đẹp như là đẹp như con công là vậy đó. Nó rất là mới và cứng. Đó. Cản sao để em quay cho anh chị xem. Đó. Anh chị thấy ha. Chỉ zin của cản vẫn còn luôn từ nhà máy luôn nha. Đèn zin hết luôn. Nước sơn con này là ngoại trừ những cái chỗ trầy xước li ti ra thôi là nước sơn nó zin tới 95-98% luôn nha anh chị. Xe 2021 nha. Biển Bình Dương, Khánh chiều hôm qua mới lấy về. Hôm qua mưa quá trời mưa. Chạy thì dây xe nó hơi dính dơ ở ngoài tí xíu. Nội thất bên trong xe còn giữ mới và sạch lắm anh chị. Đó, anh chị thấy không? Còn đứng ở ngoài đây, đứng ở ngoài mở cửa mình nghe mùi da của xe mới luôn á. Đó, còn rất là cứng anh chị. Mẫu này là mẫu máy xăng thì cho nên đó sẽ được nhập khẩu Indo. Từ năm 2017 cho tới giờ là xe được nhập Indo hết rồi nha anh chị. Đó, ngoại trừ những bản máy dầu ra, rồi máy xăng là toàn bộ nhập hết. Đó, rất là cứng luôn. Đây có một số vết trầy nhỏ nhỏ ở đây nè. Khánh sẽ cho đánh bát ra ha. Đó, nước sơn zin, chỉ zin còn luôn nha anh chị. Mâm vỏ đâu còn nguyên zin hết nha. Đó. Đó, trầy những chỗ này nè. Xước xước nhỏ nhỏ. Khánh sẽ cho làm đồng sơn lại. Đó, nếu mà đánh bát ra thì mình sẽ đánh bát để giữ lại nước sơn zin cho xe nha. Thực sự mấy chỗ đó không ảnh hưởng gì đâu. Mâm vỏ nguyên zin nè. Mâm hộp kim nhôm. Sơn màu xám nha anh chị. Đó. Cảm biến va chạm phía trước nè. Khoảng cách giữa hai cái đèn nó sẽ khá là rộng, có dải đèn ở dưới, dải đèn báo rẽ ở dưới anh chị ha. Camera 360, camera cặp lề đầy đủ hết cho anh chị luôn. Một chiếc xe mà mình không cần phải tốn thêm quá nhiều cái tiền để làm phụ kiện cho chiếc xe. Để em đóng cái capo lại, anh chị xem cái bề mặt capo ha. Bề mặt capo là nguyên zin, capo này là capo chưa hạ nha anh chị. Capo này là capo zin nha anh chị, chưa hệ ha. Các cái đường gập nổi trên xe vẫn còn đây. Đây là cái camera cặp lề. Nội thất bên trong xe nè. Capi, tắp ly còn mới tinh luôn, còn thơm mùi xe mới luôn nha anh chị nha. Chiếc xe nè. Dàn ghế. Anh chị coi cái nội thất nè. Ghế da còn căng bóng, ghế zin luôn nha anh chị nha. Đó, nội thất còn mới tinh luôn. Quá là mới luôn. 2021 có màn hình Android cho chúng ta nữa nè. Km thực tế là 23.000 cây số nha anh chị. Đó, có rule control anh chị nha. Đó, trang được bị rule control nè. Nội thất còn mới tinh luôn á anh chị. Đó. Chi tiết nè, thảm sàn thì chủ xe cũng đã lên cái thảm 3D cho chúng ta rồi nha. Đó. Đây, hàng ghế sau nè. Hầu như là hàng ghế sau là không có ngồi nhiều anh chị. Chỉ có chở nít đi thôi à. Nhà có gia đình có 4 người cho nên ít có đi dữ lắm. Đó. Hàng ghế anh chị thấy là căng bóng luôn ha. Ghế này ghế zin nha anh chị, không có thai nha. Đó, ghế zin ha, không có bị rách, bị sờn gì luôn. Đó. Nói chung thì chủ xe giữ xe này cũng kỹ lắm. Con này nếu mà anh chị mua thì chúng ta sẽ tiết kiệm với xe mới khoảng gần 300 triệu luôn. Gần 300 so với bây giờ luôn nha anh chị. Tính ra là 2 năm, mỗi năm mình tiết kiệm được khoảng 150. Quá là hợp lý luôn. Con này bên Khánh đang chào bán là 998 triệu nha anh chị. Đó. Đây có camera da phía sau nữa nè. Camera hành trình luôn. Đầy đủ hết cho anh chị nha. Mình sẽ tiết kiệm là gần 300 triệu. Đó. Cái này thì camera 360 và cái cốp điện thì chủ xe họ lên nha anh chị nha. Tới đời 2022 thì mới có cốp điện. Xe mới có được trang bị cấp điện. Còn cái này là chủ xe họ gắn thêm. Cho nên mình sẽ đỡ được cái này. Mình không có cần phải gắn mấy cái này. Giỏ dự phòng chưa hạ.
còn mới nguyên nha anh chị, gầm bệ siêu mới luôn, siêu đẹp luôn. Đó. Nói chung thì mấy cái xe này mình mua về mình được tiết kiệm được cái phụ kiện mà chủ xe họ đã lên nè anh chị, nó lót sàn 3D hết nguyên chiếc xe luôn. Đó. Mình tiết kiệm được cái nào hay đó, đỡ phải tốn tiền nói vậy chứ cái cúp điện cũng mười mấy triệu anh chị, chứ không có rẻ. Camera 360 cũng hai mấy triệu nữa, cũng 30 mấy triệu rồi. Đó. Cũng tiết kiệm được khá là nhiều. Mâm vỏ nguyên zin hết nha anh chị, vỏ dự phòng chưa hẹ, bốn vỏ còn nguyên gai gió luôn nha, rất là mới ha. Ở ngoài có phim cách nhiệt, chén cửa, tay nắm cửa mà rơm, bên trong này anh chị thấy nè, sánh quay từng cửa, cái tắp bi cho từng cửa cho anh chị xem luôn. Nội thất là như chiếc xe mới luôn, Khánh đứng đây mà còn nghe mùi da của xe mới anh chị. Lót sàn 3D nè, thảm nè, đầy đủ hết nha. Nói chung là con này Khánh về đã bảo dưỡng cho anh chị hết rồi nè. Thay nhớt, lọc nhớt, bảo dưỡng, kiểm tra 176, tất tần tật luôn. Anh chị về chỉ cần đi thôi, không có cần phải lên thêm, gắn thêm cái gì nữa hay làm bất cứ cái gì nữa đâu. Mình chỉ lên lấy xe về chạy thôi. Sử dụng chìa khóa Smart Key nha anh chị. Nhìn chung thì chiếc xe rất là ok. Khánh quay nhanh chiếc xe này thôi, tại vì nó còn mới quá, nó cũng không có cái gì để quay cho anh chị coi hết. Ví dụ mà nó còn bị trầy xước hay lâm dâm chỗ nào thì mình còn quay được. Giờ nguyên xe nó chỉ có đầy cái cản phía trước thôi, không có đầy nhiều cho nên cũng khó để quay chi tiết cho anh chị coi lắm. Nó cũng không có khác gì chiếc xe mới. Nó không khác gì chiếc xe mới anh chị. Cốp nè, capo nè, bốn cửa còn nguyên zin hết luôn. Toàn bộ cái chi tiết zin hết luôn nha anh chị nha. Capo zin. Hồi nãy Khánh quay cái máy mà quên quay cái capo cho anh chị coi. Còn mới vậy lắm. Con này thì anh chị mình đang chào bán là 998 nha anh chị, 998 triệu nha, rẻ hơn xe mới là 300 triệu luôn, tiết kiệm một khoản tiền khá là lớn cho anh chị luôn nè. Fortuner, máy xăng số tự động một cầu nha anh chị, được nhập khẩu Indonesia và lăn bánh được 23.000 cây số và đang được chào bán ngay tại đại lý Toyota Tân Cảng chính hãng luôn. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm vui lòng gọi cho Khánh với số điện thoại phía dưới màn hình nha.